Chân dung và cuộc đời của Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu. Lệnh phi trong lịch sử có thật sự được Càn Long đế sủng ái như trên phim? Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu còn được biết đến dưới danh hiệu Lệnh Ý Hoàng Quý Phi. Bà là phi tần của Thanh Cao Tông Càn Long đế và là sinh mẫu của Thanh Nhân Tông Gia Khánh đế. Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu Ngụy Thị sinh ngày 9 tháng 9 âm lịch, năm Ung Chính thứ năm 1727. Xuất thân Mãn Châu Tương Hoàng Kỳ thuộc tầng lớp Bao Y Nô Bộc. Dòng họ bà sau đó được Gia Khánh đế sửa thành Ngụy Giai Thị cho giống với Mãn tộc. Cứ theo thanh sử cảo, Ngụy Giai Thị là người Hán, thuộc Hán Quân Kỳ. Đến thời Ung Chính, gia tộc của bà đã đạt đến hàng giai cấp tầm trung đẳng, trong nhóm quan lại Bao Y thuộc Nội Vụ Phủ. Cha bà là Ngụy Thanh Thái, từng giữ chức nội quản lĩnh. Mẹ bà là Dương Giai Thị, từng đảm nhiệm vị trí nữ quan tuyên sách bảo văn trong hậu cung. Bên cạnh đó, chú bác trong họ nhà bà thời kỳ Ung Chính và Càn Long đều là quan viên trung cấp của Nội Vụ Phủ. Khi đến tuổi trưởng thành, Ngụy Thị được chọn vào cung trong đợt Nội Vụ Phủ tuyển tú hàng năm. Với thân phận Bao Y nữ tử, Ngụy Thị vào cung làm cung nữ tử, tức cung nữ hầu hạ cho hậu phi trong nội đình. Tuy là cung nữ, nhưng Ngụy Thị là người có gia thế nhất định trong các cung nữ. Do vậy, có lẽ Ngụy Thị không thể nào theo hầu một phi tần cấp thấp hoặc làm công việc hèn mọn, nên trở thành hầu cận do đích thân Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu chỉ bảo. Cũng theo ngự chế thơ văn của Càn Long đế, Ngụy Thị không chỉ được Hiếu Hiền Hoàng hậu chỉ bảo, mà việc Ngụy Thị trở thành tần phi cũng là do hoàng hậu tiến cử lên. Không rõ thời gian bà trở thành tần phi chính thức là khi nào, chỉ biết tước vị ghi nhận sớm nhất về bà là ở bậc quý nhân. Năm Càn Long thứ 10, 1745, Càn Long đế ra chỉ tấn quý nhân Ngụy Thị lên tần vị, phong hiệu là lệnh. Căn cứ theo hồng xưng thông dụng của Nội Vụ Phủ soạn thảo, lệnh có nghĩa là thông tuệ hay sáng suốt. Năm thứ 13, 1748, Càn Long đế sách lập Nhàn Quý Phi Na Lạp Thị làm Nhiếp Lục Cung Sự Hoàng Quý Phi. Do sự kiện trọng đại, Càn Long đế quyết định đại phong hậu cung, lệnh tần được tấn lên hàng phi vị, tức lệnh phi. Năm thứ 21, 1756, lệnh phi mang thai hạ sinh Thất Công Chúa, tức Cố Luân Hòa Tĩnh Công Chúa. Không lâu sau, vào năm thứ 22, lệnh phi tiếp tục hạ sinh Hoàng Thập Tứ Tử Vĩnh Lộ. Sang năm thứ 23, bà lại tiếp tục sinh hạ Hoàng Cửu Nữ, tức Hòa Thạc Hòa Khác Công Chúa. Năm thứ 24, lệnh phi Ngụy thì lại mang thai nhưng không giữ được. Nguyên nhân là vì lệnh phi dạy dỗ quy củ cho thụy thường tại quá độ, mà dẫn đến sẩy thai. Cùng năm, Càn Long đế ra chỉ dụ thăng lệnh phi lên làm lệnh quý phi. Theo truyền thống của Càn Long đế, khi ông sắc phong quý phi thì sẽ ra chỉ dụ tế cáo hậu điện Thái Miếu cùng Phụng Tiên Điện, như đã làm với Nhàn Quý Phi, Thuần Quý Phi và Gia Quý Phi. Nhưng đến khi ra chỉ dụ sắc phong lệnh quý phi thì lại miễn không cử hành. Ngược lại, vào năm thứ 33, Khánh Quý Phi được sách phong, Càn Long đế lại ra chỉ dụ tế cáo Thái Miếu hậu điện. Bức tranh trên có tên là Tắc Yến Tứ Sự Đồ, là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Lang Thế Ninh. Lúc này, lệnh quý phi đang mang thai Hoàng Thập Ngũ Tử Vĩnh Diễm hơn 7 tháng, chưa đầy một tháng sau là sinh con vào năm thứ 25. Bức tranh trên miêu tả nhóm phi tần bồi giá, có 7 vị phi tần đứng trước doanh trại, lệnh quý phi đang mang thai ở những tháng cuối, nên được những người còn lại dìu đỡ. Vị đang đỡ tay lệnh quý phi là Khánh Phi, vị mặc đồ Mông Cổ là Dự Phi, vị đứng phía sau là Thư Phi, từ trái qua phải tiếp đó là Hãn Phi, Dĩnh Phi và Dung Tần. Năm thứ 27, lệnh quý phi lại hạ sinh Hoàng Thập Lục Tử, nhưng hoàng tử yểu mệnh qua đời sớm khi chưa kịp đặt tên. Năm thứ 30, 1765, lệnh quý phi Ngụy Thị theo hầu Càn Long đế và kế hoàng hậu đi tuần du phía nam. Tháng 2 năm đó, cả đoàn nam tuần đi đến Hàng Châu, thì hoàng hậu Na Lạp Thị đột ngột xảy ra chuyện. Cùng năm, sau khi nam tuần trở về, Càn Long đế ra chỉ dụ tấn phong lệnh quý phi làm Hoàng Quý Phi. Ngụy Thị trở thành phi tần có tước vị cao nhất, ở vị trí Hoàng Quý Phi được 10 năm, đồng thời là Hoàng Quý Phi tại vị cuối cùng dưới thời Càn Long. Trong thời gian làm Hoàng Quý Phi, Ngụy Thị cư trú tại Chữ Tú Cung. Năm thứ 31, bà hạ sinh Hoàng Thập Thất Tử Vĩnh Lân. Năm thứ 40, 1775, ngày 29 tháng 1 âm lịch, Hoàng Quý Phi Ngụy Thị qua đời tại Cát An Sở. Theo chế độ định sẵn, Càn Long đế ngừng triều 5 ngày, phái Hoàng Lục Tử Vĩnh Dung, Hoàng Bát Tử Vĩnh Tuyền, Hoàng Thập Nhị Tử Vĩnh Cơ, Hoàng Thập Ngũ Tử Vĩnh Diễm, Hoàng Tôn Miên Đức, Miên Ức, Miên Huệ, Hoàng Cửu Nữ Hòa Thạc Hòa Khác Công Chúa, các ngạch phò Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế, Chát Lan Thái và Đan Ba Đa Nhĩ Tế mặc tang phục để tang. Lễ tang của Hoàng Quý Phi Ngụy Thị được án theo lễ tang của Thục Gia Hoàng Quý Phi, mà tang lễ của Thục Gia Hoàng Quý Phi vốn là y theo Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi. Ngày 5 tháng 2, kim quan của Hoàng Quý Phi Ngụy Thị được tạm an ở tỉnh An Trang. Sau đó, Càn Long ban thụy hiệu cho bà là Lệnh Ý Hoàng Quý Phi, có nghĩa là đoan trang, có phong độ. Ngày 23 tháng 10, kim quan của Lệnh Ý Hoàng Quý Phi được hạ táng ở địa cung của Dụ Lăng.
Theo ghi nhận chính thống, bà là người thứ 5 và cũng là người cuối cùng được phụ táng cùng với Càn Long Đế tại địa cung, nằm ở phía bên phải đế quan của hoàng đế. Năm thứ 60 1795, Càn Long Đế tuyên bố lập hoàng thập ngũ tử Vĩnh Diễm làm hoàng thái tử. Lệnh y Hoàng Quý Phi là sinh mẫu của thái tử nên được truy tặng làm hoàng hậu, Thụy Hiệu cũng đổi thành Hiếu Nghi. Thụy Hiệu bị đổi để tránh trùng với Hiếu Y Nhân hoàng hậu của Khang Hy Đế. Thụy Hiệu mới có nghĩa là có lễ độ, so với Thụy Hiệu ban đầu thì hoàn toàn kém hơn rất nhiều. Ngày 13 tháng 10 cùng năm, thái tử Vĩnh Diễm kế vị, Càn Long Đế trở thành thái thượng hoàng, tuyên cáo sách tặng lệnh y Hoàng Quý Phi làm Hiếu Nghi hoàng hậu. Đặc biệt sách văn dùng từ truy tặng, chứ không phải truy phong như các hoàng hậu được truy phong khác. Theo ân điển của một hoàng hậu được phong sau khi qua đời, khi hoàn tất lễ truy phong thì nên chiếu cáo thiên hạ. Tuy nhiên việc này lại không xảy ra đối với Hiếu Nghi hoàng hậu, thậm chí Càn Long cũng không đích thân ngự thái hòa môn duyệt sách theo lệ. Khi thần vị của bà được ban ân thăng phụ ở Phụng Tiên Điện, trước đó nên tế cáo thái miếu và cử hành nghi lễ tế cáo thiên địa, nhưng cuối cùng không cử hành tế cáo. Đương thời, các đại thần đều đề nghị nên tế cáo thái miếu và thiên địa trước khi làm lễ thăng phụ Phụng Tiên Điện, vì đó là quyền lợi của một hoàng hậu được truy phong, nhưng Càn Long Đế lại đình chỉ không làm. Năm Gia Khánh thứ tư, 1799, sau khi Càn Long Đế qua đời, Gia Khánh Đế mới đưa bài vị của sinh mẫu vào thái miếu, chính thức thăng phụ Phụng Tiên Điện. Năm xưa, Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu tiến cử Hiếu Nghi Hoàng hậu lên Càn Long Đế. Bây giờ, thì Ngụy Thị tiếp tục đi theo Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu lên thần vị của thái miếu, hưởng hương hỏa ngàn đời sau. Đồng thời ông gia tôn thêm Thụy Hiệu cho mẹ mình. Lúc này, Hiếu Nghi Hoàng hậu được gọi thành Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu. Qua các đời Gia Khánh và Đạo Quang, các hoàng đế lại liên tục dâng thêm Thụy Hiệu cho bà. Việc Ngụy Giai Thị sinh hạ 6 người con cho Càn Long Đế, cùng với việc con trai bà trở thành hoàng đế kế vị, khiến nhiều nhận định cho rằng bà rất được Càn Long Đế sủng ái. Tuy nhiên, thực tế dường như không như vậy, điều này chỉ bắt đầu sau khi kế hoàng hậu Na Lạp Thị mất đi hoàng thập tam tử Vĩnh Cảnh. Sau năm đó, số lần Ngụy Giai Thị hoài thai và hạ sinh là đáng kinh ngạc. Nếu chỉ là sinh dục nhiều mà được cho là sủng ái, thì Thứ Phi Ba Thị của Thuận Trị Đế hay Vinh Phi Mã Giai Thị của Khang Hy Đế cũng đều sinh dục nhiều nhất, nhưng không hề được xem là sủng ái đặc biệt một chút nào. Theo sách Thanh Sử Cào Phần liệt chuyện về Ngụy Giai Thị, không cho rằng bà là người được hoàng đế sủng ái, vì các hậu phi nếu có sủng ái đặc biệt thì đều được ghi nhận, như trường hợp của Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu, hoặc Đồng Ngạc Phi của Thuận Trị Đế, cùng Nghi Phi của Khang Hy Đế. Quan trọng nhất là lúc Ngụy Giai Thị được truy tặng hoàng hậu, Càn Long Đế cũng lấy lý do là bồi hầu Hiếu Hiền Hoàng hậu ở địa cung, để giảm đi rất nhiều quyền lợi đáng có của Ngụy Giai Thị. Đỉnh điểm nhất chính là việc không tế cáo thái miếu cùng thiên địa khi truy tặng Thụy Hiệu. Một số nhận định của các sử gia cho rằng, sau sự kiện của kế hoàng hậu Na Lạp Thị, Càn Long Đế không lập hậu nữa. Trên danh nghĩa, Càn Long Đế từng sách lập hoàng hậu thứ ba vào năm 1795, nhưng chẳng qua là cho sinh mẫu quá cố của tân đế một danh phận. Sinh thời tại vị ở ngôi Hoàng Quý Phi, cả một đời cũng không thấy Càn Long Đế đối với bà có gì gọi là yêu quý. Qua đây có thể thấy, việc Càn Long Đế sủng ái Ngụy Giai Thị thực sự có rất nhiều vấn đề. Có lẽ vì được Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu tiến cử, bà mới có cơ hội trở thành hậu cung phi tần của Hoàng Đế. Càn Long Đế luôn nhắc đi nhắc lại chuyện Ngụy Giai Thị hầu cận Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu mà nhập táng. Và cũng vì duyên cớ đó Càn Long Đế mới cân nhắc bà. Điều đặc biệt hơn cả là Ngụy Giai Thị sớm đã hầu hạ Càn Long Đế vào năm thứ 4, nhưng hơn 10 năm cho đến khi Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu tạ thế, cũng không thấy có gì ân sủng đặc biệt. Phong tần vị, lên phi vị cũng đều là những dịp đại phong hậu cung. Đến khi liên tục sinh con, rồi bị sẩy thai thì mới đến được vị trí quý phi. Xét ra, Khánh Cung Hoàng Quý Phi Lục Thị, không có con mà vẫn đến ngôi quý phi, dù gia thế cũng không bằng Ngụy Giai Thị. Bên cạnh đó, gia tộc Ngụy Giai Thị có đãi ngộ không mấy hiển hách, năm Càn Long thứ 16 thì nâng lên thành bao y tá lĩnh. Trong khi đó, Nghi Tần Hoàng Thị cũng xuất thân như Ngụy Giai Thị, nhưng vừa phong tần đã được nâng lên tá lĩnh. Hay Thuần Phi Tô Thị xuất thân Giang Nam Hán Nữ, vốn là bình dân, thấp kém hơn Ngụy Giai Thị rất nhiều, nhưng khi vừa phong phi đã được nhập bao y tá lĩnh. Ngoài ra, Di Tần Bách Thị, Khánh Tần Lục Thị cũng mới phong tần đã được nhập bao y tá lĩnh. Với ngôi lệnh phi, Ngụy Giai Thị có tiến trình nâng cao dòng dõi, chậm hơn cả những người không có gia thế. Dù gia thế cơ bản của Ngụy Giai Thị rất xứng đáng để có đãi ngộ tốt. Sau khi Ngụy Giai Thị được truy tặng làm hoàng hậu, chỉ có nhánh hậu duệ em trai bà là Nhập Tương Hoàng Kỳ, còn lại vẫn không được đãi ngộ này. Bạn nghĩ gì về cuộc đời của Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu trong lịch sử? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé! Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video hấp dẫn nhé người bạn của tôi. Chúc bạn một ngày tốt lành!